thì nó hướng về tâm linh đó, là những cái phần vong nó cũng có theo đu đeo theo, và cái thể xác này nó có như là hàng ngàn mũi tên ghim, và trong cái thân xác này thì tôi thấy nó tạo hình thức là có, nó có một cái hình nhân. Thì bữa nay thì tôi cũng trình lên trên cha mẹ thầy tổ để tôi xin cái hình nhân này để tôi chuyển, và tôi chuyển về trong cái hình nhân này để tháo mở trong phần xác được nhẹ nhàng chứ để nó đau nhất toàn thân. Xuống hai bàn chân rút mạnh lên đây, vọt tới Isnamo lên chuyển à, mạnh lên trả cho lại lên vọt tới Isnamo nó xin lỗi nè, rút hết cho nè vọt tới Isnamo nè. Em hỏi là chị ở đâu lên đây hả chị? Ở Tiền Giang. Dạ, Tiền Giang là ở đâu chị? Tiền Giang, Gò Công. À, Ở Gò Công, Tiền Giang. dạ. À, chị thấy trong cơ thể mình như thế nào mà chị tìm Nó, đến? người nó không được khỏe, nó bệnh hoài. Dạ, bệnh sao chị? Nhức mỏi, tay chân nhức mỏi, người mình nó khó chịu. À, chị có đi bệnh viện không? Đi bệnh viện mà không hết. Bác Đi sĩ thế nói nào? sao chị? Bác sĩ nó bị hô hấp và yếu, rồi đường mà không hết. Đi 20 lần mà không hết. Rồi mới như lên nhờ anh Đủ lên đây làm gì. Uống thuốc rồi còn không hết luôn, Không hết nữa. có bớt bớt không hay là Không bớt luôn. Ồ vậy đó. Càng nặng thêm, không bớt. Rồi trị hoài không hết rồi chị mới nghi là bệnh bệnh tâm linh hả chị? Bên đi tâm linh mà tâm linh mấy người kia yếu quá là không được. À, tức là trước khi đến đây thì chị cũng đã đi nhiều Đi thầy rồi. rồi, đi rồi mà cũng lấy ra rồi, cũng cũng biết là cái phần căn có rồi, lấy ra không được. Ăn ngủ bình thường không chị? Khó ngủ lắm, con đêm lên thức không à, con ngày ngủ một chút Đêm là không ngủ luôn, không thì nằm mở mắt vậy đó. mà mắt chơi điện thoại vậy đó. Vậy ban ngày sao làm việc nổi? Bữa nay trên là nằm không, đâu có làm nữa. Rồi, có trực chi bao gì không? Không, ngủ đâu có được, thì khi nằm cái thấy bậy bạ vậy đó, Ban thấy ngày mình chết thì tùm lum này kia. à, tức là bằng ngày thì ngủ được chút chút vậy đó hả chị? Ngày ngủ được chút xíu rồi. À, mình nhắm mắt xuống là chim bao. Thế vậy. Thì dưới chị lên tới đây bao xa chị? 3 tới 4 tiếng rồi. À, 4 tiếng. chị đi xe gì lên đây? Xe tải. Bây giờ mướn xe cũng rác lắm, mà xe tải hay đổ dầu đi chứ mướn xe ai cũng mấy á, Em ngày có hai chục xe mấy à? anh đủ. À, nhà chị có xe tải hả? Có xe tải, À, chị làm công việc gì mà có xe tải chị? buôn bán ớt, trái ớt mình À, trái ớt đó hả? Chị mua bán lại hả? mua đi bán lại. Mọi năm làm được, hôm nay khó khăn lắm, khó làm, khó có đồng lời. À, nhất nhất mình nhất mẩy nha, là nhức đầu Nhức chị. nhức giò nhức từ ở trên cơ thể nhức xuống hết vậy Nhất không vậy đó hả? Nhất mà uống thuốc là không hết luôn. Không hết. Uống thuốc đi đại học y dược rồi đó, đi xe Sài Gòn đâm 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 đó. Đi những thầy kia lâu chưa chị? Đi thế kia cũng trước Tết mà đi, càng đi thì sao nó càng nặng. Chị đi mấy thầy rồi? Cũng 3 thầy. Lên anh là 4 á. Ăn uống thì bình thường hả chị? Ăn không được, nó nghẹn cổ họng mình, dụ nuốt nuốt muỗng hay muỗng đầu được, muỗng thứ ba tư rồi nó nghẹn họng ăn không được. Vậy là ăn được sao mấy kia, còn năm mấy kia vậy là tự động quên đi cái điện thoại, tự động anh đủ điện xuống là ảnh nói sao là vậy, y hệt vậy, vậy luôn. cái gì cao đâu đâu rồi chị, thì nó dướng về tâm linh đó, là những cái phần vong nó cũng có theo đu đeo theo, và cái thể xác này nó có như là hàng ngàn mũi tên ghim, và trong cái thân xác này thì tôi thấy nó tạo hình thức là có, nó có một cái hình nhân. Thì bữa nay thì tôi cũng trình lên trên cha mẹ thầy tổ để tôi xin cái hình nhân này để tôi chuyển, và tôi chuyển về trong cái hình nhân này để tháo mở trong phần xác được nhẹ nhàng chứ để nó đau nhất toàn thân. Nó cũng đã đi bệnh viện cũng nhiều, và đi thầy thì cũng đã đi, thì bữa nay gọi là căn hồi viên. Cái này tôi cũng không có nói là tôi hay hay là gì,
nhưng vì căng và viêm, nếu đủ viêm đủ căng thì về đây tháo mỡ sẽ phần xác này từ đây nó sẽ được nhẹ nhàng. Nam mô Phật. Thì Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nay cũng trình trên tam vị thánh tổ, tiên sư tổ sư, tổ Phật thầy và các vị chư thiên chư thánh chư thần và gia hộ độ trì thì chuyển say cho Nguyễn Thị Sang nay 45 tuổi, dính về trong nghiệp căn nghiệp quả nghiệp trần ở thế sự trường giang. Thì ngày nay trong thân xác đau nhất khổ lai cũng trăm về, cũng đã cũng đi nhiều nơi mà cũng chưa được khỏi và chưa được mạnh lành, thì ngày nay thì phần xác này cũng đã về tới đây. Con cũng kính trình bên tam vị thánh tổ và trên tiên sư tổ sư, tổ Phật thầy cũng chuyển cho con nguồn cơ điển để tháo mở những cái gốc mắc đau nhất và trong nghiệp quả nghiệp căn trong thể xác này sẽ được mạnh lành. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng trình qua bên kiếm họ của Huyền Thất Tổ Nguyễn Thị Sang 45 tuổi, cũng mời các ngài các vị cũng an ngự một bên và cho tôi mượn trong phần xác này để tháo mở cho nó được sạch sẽ, về trong cái kim thân cốt xác từ đây sẽ được mạnh lành. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ hai cái chân đây, đạp lên hình nhân nè. Nam mô Công Giáo Tổng Đồng chúng minh. Thôi thì thời này trong cái thời hôm ơn mặt pháp cũng đã chu kỳ cũng đã cạn kết thúc trong cái nghiệp quả nghiệp căn nơi chốn phần trần, thì ngày nay thì tôi cũng mời tất cả các tinh gia của sư thầy nào á, thì ngày nay á thì tôi cũng mời rút khỏi về trong cái phần xác này cho được sạch sẽ, cho thân xác này trở lại được bình thường để người ta còn làm ăn nơi trần thế và biết con đường để tu niệm nữa. Thì ngày nay tôi cũng mời cũng trình tất cả là bùa xin là bùa lục bùa lèo nè, thì ngày nay tôi cũng mời rút ra hết nha. Cũng mời chính xác đại tràng cũng trình ngài giải ban ấn lệnh để rút tất cả các phần bệnh trong cái cơ thể của Nguyễn Thị Sang 45 tuổi. Nam mô A Di Đà Phật. Các hàng binh gia nè, bù xiêm bù lục bù lèo nè, thì cũng mời tháo mở gỡ hết cho phần xác này được nhẹ nhàng từ đây nè. Mô Phật nè, chuyển hết ra. Nè, đi vô đường nào nè, thì ngày nay nè thu ra đường đó nè, mình đã mượn trong cái hình nhân á thì làm, thì bây giờ rút hết ra đó để chuyển cho thân xác ta được nhẹ nhàng nè. Yeah.
chuyển mạnh ra đó, rút hết xuống đó, chạy ra nữa đó, rút hết xuống hai bàn chân này, sạch và oxy đó, chuyển mạnh lên, chạy ra hết rồi đó, mạnh lên đó, chạy mạnh lên, xuống hai bàn chân rút mạnh lên rồi, chuyển mạnh lên, chạy cho lại lên, rút hết chỗ đó, đi vô nào thì đi ra đó, bắt tay xa ôi lê pha hơi xin chú cô tô lô trê xa thao mọi người hết xuống cho người ta có hình thế rồi, thấy chưa, rút ra đu đeo làm chi vậy hả, sau tay tay mà tay cái tay mà ta âm mà lo tay ơi tay ơi gì bắt tay nhau cái tay ở đâu mà ta ôn tháo cho nó nhẹ nhàng nè, bật tay isen em nó chuyển nè, hết đi cho thằng sáng ta được nhẹ nhàng. Rồi đứng lên nè. Đứng quay mặt vô. Thả ra chứ. Xá đi. Ngày là cái phần này là nó bên tâm linh, nó bệnh tâm linh và nó bị như thế gian á, người ta không có được thích hợp cho máy rồi đâm ra người ta hại. Thì cái phần xác này nó dính về tâm linh và nó bị phần bên ngoài hại. Quà tim một phần nữa nó chết ngoài đường ngoài xá đó,
rồi nó theo phần xác này, nên hai ba cái nó nhồi một chỗ, nên đâm ra là cái phần này đi á bệnh viện thì đâm ra phần xác này uống thuốc hoài thì nó không hết, đi thầy á thì này tôi nói là cái này cũng như là cái duyên cái may thôi, chứ không có nói là ai hay hơn ai, nhưng đến tới đây thì đủ duyên á thì phần xác này nó được khỏe mạnh thì tôi cũng mừng cho nó. Thì tôi cũng đang để ý để tháo mở cho thân xác này cho nó được nhẹ nhàng trở lại. Thì sư huynh làm như là hết chưa sư huynh, hay là phải làm gì nữa không? Không, chỉ một lần thôi, chứ từ xưa giờ tôi làm bệnh ở đây không có những cái phần bệnh nặng lắm á là sắp chết rồi á là chỉ làm 3 lần hoặc 7 lần là phần đó nó nặng dữ lắm á, là làm như vậy. Trước á là tôi để tháo mở cái phần bệnh trong 3 ngày. Rồi sau này là tôi sẽ dẫn về núi non để tôi trình để tháo về kịp quả nhập văn. Cái đó là trong quá trình thì nó thêm một vài bữa thì tôi nói là 3 ngày hoặc 7 ngày là như vậy, chứ không có làm nhiều. Còn như phần này chỉ rút một lần là xong, không làm thêm một lần nữa. Tức là giờ chị ấy về còn đau nhất với lại ngủ được không? Không, cái phần này thì trong đêm nay nó sẽ bớt, nhưng nó sẽ giảm, là nó giảm từ từ, như một cây gai mà nó đã đâm vô rồi mình giờ mình rút ra thì nó không có hết liền được. Nó phải từ 3 ngày sau thì cái thân xác nó phải liền từ 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 lại, nó lành rồi nó mới hết luôn một phần, chứ không có làm một lần. Mình cứ nói là giờ làm thì đêm nay về phần xác nó sẽ nhẹ đó, rồi không hết liền, nhưng mà qua bữa sau nó cũng vẫn còn ê, rồi bữa sau nữa nó mới hết hẳn. Thế như mình đạp gai vậy đó, bây giờ mình lấy gai ra thì cái dấu thốn đó nó vẫn còn ha. Lên thì nó mệt, còn giờ thì hơi đi đảo hơn nãy chứ. Giờ thì nghe nó sao chị ha? Giờ nãy khỏe hơn nãy. Mình còn đau nhức gì nữa không chị? Bớt hơn nãy, nãy như 10 phần giờ còn 5-6 phần à. Đi được, nãy đi lên đi cũng được. Hồi nãy là nghe đầu óc mình nó bần thần lắm chị ha. Lên nó hơi mệt. Giờ nghe nó tỉnh hả chị? Giờ tỉnh hơi khỏe hơn nãy. Dạ. Ngực nó nhẹ, nãy ngực nó nặng. Thì chị sang chừng nào mới hết luôn hả chú Quỳnh ha? Có khoảng về có khoảng 3 ngày thì cũng như là trong cái quá trình bây giờ mình bị cái vết xước á, là bây giờ nó chảy máu thì 3 ngày sau nó lành nặng thì nó mới hết luôn. Dạ. Bây giờ bắt đầu nó giảm trong vòng 3 ngày là nó sẽ hết. Dạ. Như mình đã rút một cái vật thể đó ra thì con người nó còn bị một chút tê ghê. Dạ. Từ nó sẽ lành nó sẽ hết. Dạ. Rồi, cảm ơn sư Quỳnh.